Các bạn thân mến, ở video chuyên đề về bốt ngày hôm nay, tôi sẽ lần lượt tiếp thị đến các bạn những dòng loa bốt đang có mặt tại cửa hàng của tôi, giúp các bạn có thể thỏa mãn được nhu cầu 2 trong 1, vừa có thể nghe nhạc chuyên nghiệp hay với âm thanh tĩnh, sạch, khắt khe của dòng âm thanh nghe nhạc chuyên nghiệp và có tính năng trình diễn karaoke rất là tuyệt vời. Nó giống như quý vị và các bạn chúng ta tìm hiểu và cưới một người vợ rất là đa tài. Một là hiền thục, đoan trang, nết na, thủy mị và lại tài năng, đảm đang trong việc giúp chồng, giúp con, đấy, quản lý gia đình và bếp núc. Như vậy các bạn thấy rất rõ là chúng ta đòi hỏi quá nhiều ở người vợ. Một là phải công dung ngôn hạnh, đấy, lại phải tiết hạnh, rồi lại phải giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đấy, thì những cái đòi hỏi của chúng ta ở người phụ nữ, ở người bạn đời của chúng ta là quá nhiều, mà trong khi chúng ta thì chủ yếu là trở thành trụ cột và trở thành chỗ dựa tinh thần và làm những công việc nặng nhọc nhưng số lượng sẽ ít hơn những công việc gia đình. Đại khái ý tôi muốn nói là chúng ta sẽ đòi hỏi rất là nhiều ở những cái dòng loa bốt, những người vợ hai của chúng ta, đó là khả năng trình diễn với âm thanh khắt khe. Đấy, khắt khe, tôi nói là khắt khe, tức là những âm thanh nghe nhạc chuyên nghiệp thì các bạn biết rồi. Thêm vào đó lại có khả năng đa tài, là có thể để diễn được karaoke mà không sợ hư hại loa. Đấy, điều đó mới là điều khó. Mà trên thị trường hiện nay thì ít có dòng loa nào có thể làm được việc 2 trong 1 như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu kỹ những dòng sản phẩm mà tôi chuẩn bị tiếp thị đến các bạn. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, quý vị đừng quên hãy nhấc máy lên, gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Tất cả những yêu cầu của quý vị sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác, trách nhiệm. Quý vị vui lòng đăng ký theo dõi kênh, đồng thời giới thiệu chia sẻ kênh đến bạn bè hoặc người thân để chúng ta có thêm những người bạn yêu audio được biết đến nhau. Và quý vị, những người đang dùng Facebook có thể dùng tính năng theo dõi để cập nhật hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ như dòng chữ nhỏ ở dưới cùng. Hiện nay Facebook của tôi đã quá số lượng người kết bạn, cho nên các bạn chỉ có thể dùng tính năng theo dõi, và tính năng theo dõi thì nó cũng giống như chúng ta kết bạn với nhau vậy. Bây giờ thì không để cho các bạn chờ lâu nữa, thì các bạn nhìn thấy trước mắt là cặp loa Bose 601 Series 3. Đây là một trong những dòng loa vang danh thiên hạ của Bose ở phân khúc nghe nhạc gia đình cũng như hát karaoke gia đình. Cách đây 2 ngày thì tôi có 2 cặp vàng óng như thế này, thì ngày hôm nay một bác đã đến lấy cả âm ly san xui và bốt cũng như các dòng vang để các bác có thể thực hiện nhu cầu 2 trong 1. Và vẫn nhắc với các bạn rồi, những dòng bốt 601 Series 3 này hữu xạ tự nhiên hương, chất lượng của nó đã làm nên sự nổi tiếng của nó ở khắp các quốc gia, đặc biệt ở Việt Nam chúng ta. Những cặp như thế này thì nó rất là sang chảnh, đẹp đẽ, và giá không đổi cho các bạn là 42. Bây giờ các bạn mua trên thị trường chắc chắn là 44 đến 45. Nhưng nhiều năm nay các bạn theo dõi kênh của tôi, các bạn biết rồi, tôi luôn luôn để cho các bạn mức giá ổn định, mức giá bình ổn, đó là 42 triệu đồng một cặp. Các bạn có thể ghép bằng âm ly đề nông, san xui, crown, cover, vân vân, ghép thêm một chiếc vang nữa để có âm thanh nghe nhạc hay. Đặc trưng của Bose là nó sẽ đem đến âm thanh rất là chắc, gọn và sạch sẽ, thì các bạn biết rồi, tôi không nhắc lại nữa. Đó là Bose 601 Series 3. Bây giờ các bạn hướng sang đây, đây là cặp Bose 8.2. Các bạn biết rồi, đây là 8.2. Thì những dòng 8.2 Series 2 này bao giờ cũng thế, nó lợi thế là được thiết kế dạng cây, cho nên đương nhiên nó tranh thủ được cái khả năng cộng hưởng của lòng thùng rộng. Đấy, loa cây mà, thì sẽ đem đến tiếng bass rất là trầm ấm, uy lực. Có lẽ ở thị trường Việt Nam chúng ta, trong cái phân khúc nghe nhạc gia đình của Bose, thì ta phải nói, nếu nói tiếng bass sâu ấy, mềm ấy, thì ta phải nói đầu bảng là Bose 701, sau đó là các dòng Bose 501 và tiếp đến là Bose 8.2. Thì các bạn có thể vào kênh YouTube của tôi để xem những bản test về các dòng Bose 8.2 này. Với cặp Bose đẹp không tì vết, lay động như thế này, giá của nó là 21 cho các bạn, đó là Bose 8.2 Series 2. Thì các bạn chắc chắn là một cặp loa Bose được thiết kế với hình dạng dẹt như thế này, nhìn rất là hầm hố, và màu vàng sẽ làm cho chúng ta rất là dễ bày biện. Tuy nhiên thì trong gia đình có những người lại quan tâm đến màu sắc, và có những người thì lại quan tâm đến cái kiểu dáng, thì các bạn có thể lựa chọn những sản phẩm theo ý của các bạn. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Thì nếu như các bạn đã yêu thích các dòng loa Bose 301 Series 3 với âm thanh cực kỳ tĩnh, sạch, bắt chắc, gọn, thì các bạn sẽ không cần phải băn khoăn nhiều nữa. Chúng ta có một cặp Bose trên cơ, đó là cặp Bose 4.2 Series 2 màu vàng. Và những cặp như thế này thì tôi biết là nhiều bác đã mua với giá 17-18 triệu đồng. Đấy. Nhưng các bạn đến với chúng tôi, những dòng loa Bose các bạn sẽ luôn luôn có giá mềm nhất Bắc Bộ
Đấy, các bạn mua Bose của tôi các bạn biết rồi. Và cặp Bose 4.2 này tôi đã test rồi, âm thanh cực kỳ gọn gàng và tiếng bass của nó ổn định, rất là ổn định. Cặp Bose 4.2 Series 2 này tôi để cho các bạn giá 16 năm, đó là Bose màu vàng. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc cũng như hát karaoke chuyên sâu. Chúng tôi sẽ giúp các bạn những mẹo nhỏ để chúng ta có thể xử lý được tần số đáp tuyến, sự tung hứng của các thiết bị phát và thiết bị đánh, cũng như thiết bị hứng chịu, tức là loa, để các bạn có thể có được những giải âm mang tính chất âm thanh vàng, đúng như chúng tôi vừa nói. Tôi nhắc lại, Bose 4.2 Series 2 vàng óng như tơ trên cơ 301 Series 3 có giá 16 năm, tức là hợp lý. Và bây giờ các bạn theo dõi vào đây này. Điều này tôi muốn nói là ngày hôm nay các bạn theo dõi một video clip này sẽ là một cái duyên. Tôi nói là một cái duyên. Thì các bạn nhìn thấy là những dòng loa Bose 301 Series 3 trước mắt các bạn ấy. Đấy, tôi có 1, 2, 3, không có nhiều, có đúng 4 cặp thôi. Đấy, vừa về đó là Bose 301 Series 3 màu đen. Thì những dòng 301 Series 3 màu đen và màu vàng, chất lượng âm thanh không hề khác nhau. Nhưng do nhiều người yêu thích dòng 301 Series 3 màu vàng, cho nên giá của nó bị nâng lên, đó là giá trị ảo. Tất nhiên là nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mua để được thỏa mãn cái màu sắc theo ý muốn của mình. Thì các bạn nhìn thấy tôi có 4 cặp Bose 301 Series 3 màu đen. Những cặp này các bạn sẽ mua giá 12.800, 12.500, 13 triệu tùy theo shop. Và ngày hôm nay trong một video clip đặc biệt ngày hôm nay, tôi nhấn mạnh là video clip đặc biệt ngày hôm nay, tôi để cho các bạn giá của nó là 12 triệu đồng. Các bạn nghe không nhầm đâu, duy nhất chỉ 4 cặp này để cho các bạn giá giao lưu, giá 12 triệu đồng một cặp, đó là Bose 301 Series 3. Như vậy các bạn thấy là mức giá trên, nếu như các bạn đã hiểu về Bose và theo dõi nhiều kênh bán và thấy kênh của tôi cũng thế, thì các bạn đã thấy các bạn rẻ được bao nhiêu ạ? Nếu như các bạn mua giá 12.8, 12.5, tôi để cho các bạn 12, các bạn đã rẻ được 800.000 đến 500.000 đồng rồi. Và tôi nhắc lại các bạn là để cho các bạn giá đúng 12 triệu đồng, giá trên không mặc cả, không trả giá, không gồm cước vận chuyển. Bởi mức giá trên chúng tôi đã nói rồi, không nói đến chuyện lỗ lãi nữa. Chỉ có 4 cặp Bose 301 Series 3 màu đen này thôi. Và các bạn biết 301 Series 3 màu đen, tiếng của nó rất là tĩnh, sạch và tôi đã test thử rồi. Ở phía trên là 301 Series 4 với tình trạng đẹp, không tì vết, thì tôi để cho các bạn giá dao động loanh quanh khoảng 8 triệu gì đó, vì tôi nhớ mang máng như vậy. Đó là 301 Series 4. Tôi ghép cho các bạn một chiếc ly Technic V7 giá 4 triệu rưỡi nữa với cặp 301 Series 4. Đấy, giá khoảng 8 triệu như vậy các bạn. Chỉ hơn 10 triệu có một bộ cấu hình, đảm bảo các bạn sẽ gật gù cái đầu. Và nếu như tôi vừa nói với các bạn rằng ở bên này ấy, cặp Bose 4.2 Series 2 màu vàng này, để cho các bạn giá 16 năm đã rất mềm rồi, thì các bạn lại tiếp tục ngỡ ngàng và chúng ta liên tục gật gù. Các bạn đang nhìn thấy cặp loa Bose 4.2 Series 2 màu đen và màu vàng thì chất lượng âm thanh không khác nhau. Đây là màu đen. Và tiếp tục một cặp duy nhất tôi đã test trên kênh rồi, các bạn có thể vào kênh của tôi gõ Cương Audio 4.2, các bạn sẽ thấy ngay bản test này của tôi. Cặp Bose này tôi để cho các bạn giá 13 triệu đồng. Đấy, một cặp duy nhất thôi. Và tôi cũng chỉ để cho các bạn cặp này trong tuần này thôi. Nếu như bạn nào thích thì có thể gọi cho chúng tôi để lấy ngay một cặp Bose 4.2 màu đen. Các bạn nói rõ là mua cặp Bose 4.2 Series 2 màu đen với mức giá 13 triệu đồng. Và chỉ một cặp duy nhất thôi tôi bán cho các bạn mức giá này. Các sản phẩm các bạn mua của tôi bao zin, bảo hành 1 tháng 1 đổi 1. Nếu lỗi thuộc về sản phẩm, không zin, không xịn, không lấy tiền các bạn. Đó là uy tín và danh dự của tôi. Thì các bạn thấy rất rõ là từ nhiều năm nay rồi, tôi bán hàng luôn luôn thực hiện phương châm. Đấy, khách hàng là thượng đế, nói đó là cái câu khẩu hiệu, cái câu miệng thôi. Nhưng thực tế là anh em đến với nhau là những người bạn tri kỷ, là những người chơi audio thân tình với nhau. Và chúng ta trong cuộc sống thế thôi, buôn bán nó là một chuyện, nhưng chúng ta quan hệ giao lưu với nhau, lấy cái tâm ra đãi nhau, nó mới được lâu bền. Đấy, để cái quan niệm sống của tôi cũng như vậy. Chính vì vậy mà các bạn thấy là tôi, anh em đến với tôi thì ít gặp được tôi, bởi vì là thường xuyên, hầu như ngày nào thì anh em audio ở quanh Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng đều mời tôi đến nhà chơi và set up giúp anh em những cái dàn âm thanh nghe nhạc hoặc hát karaoke. Chính vì vậy mà nhiều anh em đến, nhiều khi không hẹn trước là rất khó gặp được tôi. Đấy, anh em kỹ thuật của tôi thì có chú Thanh Liêm, đấy, thường xuyên lên kênh, cũng đã được tôi truyền bá cho rất là nhiều cái kinh nghiệm trong suốt 5 năm ở cùng tôi rồi. Thì các bạn thấy đó là một trong những kỹ thuật viên mà đưa ra những cái bản test thì đặc sắc không kém gì tôi cả. Đấy, chúng ta sẽ dừng vào này ở đây. Bây giờ các bạn cùng hướng sang bên này. Thì ngày hôm qua tôi có hai cặp Bose 601 sản xuất tại Mỹ, 601 trơn. Ở 601 thì phổ biến ở Việt Nam ta có 601 này, đấy, 601 Series 2 và 601 Series 3.
thì mẫu nào cũng được. Thì các bạn thấy là dòng 601 này nó chỉ khác về kiểu dáng và một chút công suất thôi, còn cơ bản chất âm của nó thì đầm thắm, cũng không hề kém cạnh nhau. Đấy. À, bây giờ thì các bạn nhìn thấy đây là cặp bốt 601 đấy, vàng ống như tơ, thì tôi cũng có bản test rồi. Các bạn cứ dùng đề nông 890D, 890DG, rồi các dòng Cover 35X, 1090, các dòng Mazan 74D, 84D cũng đều có thể đánh với nó rất là hay. Các dòng đề nông 780D đấy, với mức giá khoảng 11 triệu đồng tôi cũng đang có. Có thể ghép cho các bạn một bộ cấu hình mà các bạn sẽ phải gật đầu đấy, hoặc nếu không thì cũng phải vỗ đùi đen đét khi mà âm thanh nó cất lên. Âm thanh của nó sẽ trong như ngọc reo khi chúng ta có một vài cái thủ thuật nữa để chúng ta hiệu chỉnh, phát huy được cái sự tung hứng của tần số đập tuyến. Tôi nói như vậy thì những bác chơi sâu đều hiểu rồi. Tôi nói như vậy là nói rất là sâu. Vì thực ra thì trong quá trình bán hàng thì cũng không phải là cái gì mình có thể nói hết lên kênh được, bởi vì nó giới hạn về nội dung. Và khi mình phân tích lên thì người biết thì người ta sẽ đồng ý. Những người không biết thì các bạn cũng hay nói theo kiểu nói vui ấy. Nói vui là anh em hay chém gió. Đấy, thì cũng rất là nhiều. Thì tùy theo các bạn, nếu có cái tinh thần cầu thị tiến bộ thật sự thì chúng ta trao đổi học thuật với nhau. Đấy, tôi nói một cách khiêm tốn là như vậy. Thế các bạn thân mến, tiếp tục các bạn nhìn thấy những khẩu súng thần công. Đấy, đó là những cặp bốt 701 hai lỗ thông hơi. Đấy, những cặp bốt 701 hai lỗ thông hơi sẽ giúp cho các bạn nghe được tiếng bass uy lực nhất. Có thể nói là bốt 701 hai lỗ thông hơi là phiên bản có tiếng bass sâu nhất, mềm nhất trong các phân khúc nghe nhạc gia đình hiện nay. Các bạn có thể hát karaoke và các bạn cũng có thể đánh bằng các dòng đề nông Sansui cover. Bản chất của bốt nó là vậy. Và các bạn có những con đẩy crown xịn sò một chút quánh nó cũng rất là phê. Thì các bạn thấy đủ các màu sắc, từ các màu xám đá này, màu lông chuột, màu đen, màu nòng súng. Đấy, có cả. Những cặp này thì một lỗ thông hơi phía trước và một lỗ thông hơi phía sau, giúp cho quá trình hai loa bass ép nhau ở trong nó sẽ giải phóng áp suất ra ngoài, tạo cho tiếng bass lan tỏa rất là mạnh mẽ. Và mỗi một cặp này thì có mức giá sát ngoài 20 một chút. Cụ thể các bạn có thể gọi cho tôi để biết thêm chi tiết, có thể được hưởng cái mức giá ưu đãi tốt nhất mà chúng tôi có thể giúp các bạn set up được. Và nhắc lại là các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để thưởng thức những bản test hay, hoặc anh em có thể giao lưu với nhau. Thì đây rồi, chúng ta lại tiếp tục nói về bốt, bởi vì hôm nay chuyên đề về bốt, ở video này là chuyên đề về bốt. Các bạn nhìn thấy ở phía dưới đó là bốt 301 series 3, đó là 301 series 3 màu vàng. Đã, thì tôi có tới 2 cặp, không có nhiều đâu, chỉ có 2 cặp 301 series 3 màu vàng và 4 cặp 301 series 3 màu đen. 301 series 3 màu đen bên này thì tôi nói rồi, ở trong clip chuyên đề này, một món quà như là một cái món giá rất là hợp lý cho các bạn, để cho các bạn mức giá như vừa nêu ở trên, chỉ 12 triệu đồng thôi. Cơ hội duy nhất, từ xưa nay chưa bao giờ các bạn mua được mức giá tốt như vậy. Và đây là bốt 301 series 3 màu vàng. Thì cặp này có giá 15 năm, các bạn mua trên thị trường toàn 15.8 thôi. Tôi bán giao lưu các bạn giá 15 năm, chỉ có 2 cặp duy nhất. Đấy, các bạn có thể đến với tôi để sở hữu, tùy theo sở thích của các bạn. Và phía trên thì các bạn thấy đấy, đó là 2 cặp bốt 4.2 CT2 màu vàng thì tôi vừa nói bên kia rồi. Giá cho các bạn là 16 năm. Âm thanh rất là tĩnh sạch và nó là cặp loa trên cơ của 301 series 3. Các bạn nghe 301 series 3 chúng ta đã hài lòng lắm rồi. Đấy, chúng ta hầu như là không có điểm trừ rồi. Thì nghe 4.2 CT2 thì chúng ta sẽ loại bỏ được tất cả những hoài nghi, đấy, những trăn trở, những băn khoăn, những thắc mắc, những nghi ngờ, những câu hỏi vu vơ vân vân và vân vân, thì chúng ta sẽ có được một cái cặp loa ưng ý các bạn nhé. Đánh bằng đề nông 890D, 780D hay các dòng Sansui, Crown Cover như tôi vừa nêu ở trên. Bây giờ chúng ta chuyển sang đây thì các bạn nhìn thấy này, một cặp duy nhất thôi, dày dày trắng ngọc trong ngà bên trong sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Đấy, đó là bốt 601 CD2, tôi chỉ có một cặp duy nhất thôi. Đấy, cũng mới về. Cặp này thì có giá sát ngoài 30. Các bạn bày thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái vẻ đẹp rất là cổ kính, có cái nét gì đó ấy, tôi thấy có cái nét gì đó nó ẩn chứa cái nét văn hóa như là những cái biểu tượng pharaoh của Ai Cập. Đấy, tôi cảm nhận cá nhân tôi là như thế thôi. Đấy, tất nhiên là mỗi người thì mỗi cái sở thích khác nhau và cái gu thẩm mỹ của mỗi người cũng không giống nhau. Chính vì vậy mà các bạn có thể lựa chọn những sản phẩm theo ý muốn của mình. Đấy, đó là bốt 601 CD2. Và bây giờ đây thì các bạn thấy là tuần trước tôi có tới 5 cặp thì hết rồi. Đấy, còn lại 2 cặp thôi, đó là bốt 501 series 4 lưới nhung. Dòng này nó có cả lưới bố và lưới nhung, thì đây là lưới nhung. Đấy, mỗi một cặp 501 series 4 này tiếng rất là mềm, ấm, mượt.
mà oánh rất là phê pha, thì có giá 19.500.000 đồng một cặp, đấy, tùy theo sở thích của các bạn. Và đây, ngày hôm nay tôi về tiếp thêm được một cặp duy nhất. Cách đây khoảng tới 2 tuần thì tôi cũng có một cặp 501 series 3 như thế này thì các bạn lấy rồi. Và cặp 501 series 3 nó khác 501 series 4 là cái thùng của nó thấp hơn một chút thôi. Đấy, nó chỉ thấp hơn có một chút, khoảng một đốt ngón tay thôi. Và nó lại có một cái vi tinh chỉnh giúp chúng ta có thể tăng giảm được cái độ sắc nét của mid và chép. Đấy, cặp tuyệt đẹp như các bạn nhìn thấy đấy. Giá của nó là 17, đó là Bose 501 series 3. Bên cạnh là 501 series 4, cái trường phái âm thanh của nó thì giống nhau thôi, ở cái đầu năm này. Tiếng bass rất là ngọt ngào, sâu lắng. Bên cạnh cái dòng Bose này ra thì các bạn nhớ là những cái dòng JB 825, 822, Bass 30, 40 sản xuất tại Mỹ thì tôi đều có hàng. Các dòng 938, 838, Bass 50, những dòng Made in USA. Giúp các bạn có thể sử dụng vào nhiều mục đích, hát trong gia đình, kinh doanh, tổ chức sự kiện, cho thuê phong bạt đám cưới, làm cà phê hát cho nhau nghe, nghe nhau hát, vân vân và vân vân. Sử dụng trong quán bar, vũ trường, các cơ sở kinh doanh. Những cặp này là cặp JB 225, đấy, 2 bát 40 trên một thân thùng. Tôi có 4 cặp tôi đánh số thứ tự đây này. Nó là hàng bãi, Made in USA hết. Dòng này các bạn biết rồi, sở hữu một cái cặp này đủ để cho các bạn có thể kiếm tiền ở cái việc mà tổ chức phong bạt, rồi cho thuê phong bạt đám cưới, tổ chức sự kiện ABC. Đấy, kể cả các cơ sở kinh doanh, tôi hội trường. Ngày hôm nay thì tôi đã có một cái video clip tôi so sánh JBL xịn đời mới đang sản xuất với lại JBL hàng bãi. Thì các bạn nhận thấy là nói chung là những cái dòng JB thì nó rất là nổi tiếng rồi. Và những dòng JB hàng bãi ấy, thì nó thiên về cái độ chính xác và âm thanh của nó rất là chi tiết, nó bóc tách các giải âm. Chuyển sang những dòng đời cao bây giờ cũng do cái gu nghe, cái cách nghe nó cũng có một chút cái thay đổi, cho nên người ta có điều chỉnh một chút. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái cặp JBL đang sản xuất còn nguyên cả thùng, đó là KPS2. Tôi nhắc lại là KPS, đây tôi lật đằng sau cho các bạn nhìn nó dễ. Đấy, nó là KPS2. Đấy, dòng này thì nó đã có một cái chút điệu đà. Riêng cái logo, cái chữ JBL này khi chúng ta mở lớn là nó sẽ phát sáng màu trắng rất là đẹp. Dòng này thì nó có cái độ ngân vang ở giải trầm mà những dòng loa bãi lại không có được. Dòng loa bãi thì có cái độ chính xác bóc tách, dòng này nó thiên về cái độ nịnh tai và bát của nó lại có cái độ ngân vang riêng. Đấy, thì tôi đã có cái bản test bằng đầy cờ đao cho các bạn biết rồi. Còn cặp loa JBL KPS2 này còn nguyên cả thùng, đang sản xuất, giá của nhà máy là 33 triệu đồng. Nó là hàng mới nha các bạn nhé. Tôi để cho các bạn giá dưới 30, sát dưới 30. Thì các bạn có thể đánh bằng rất nhiều các dòng đời. Cụ thể hơn thì tôi có rất nhiều các dòng đẩy crown, nhưng hai mẫu chủ đạo mà tôi muốn giới thiệu với các bạn nó vừa tiền vừa túi mà nó lành tính, đó là đẩy crown 3500 ở phía dưới đấy, công suất 1000W một kênh. Các bạn có thể đánh với những cặp JB 2 bát 40 như cái dòng 225 tôi vừa nói. Đấy, giá của nó là, giá của nhà máy là 27 triệu đồng còn nguyên cả thùng, thì tôi sẽ để cho các bạn giá sát ngoài 20. Đây là crown 2500, mỗi kênh thổi ra 500W, giá của nhà máy là 17 triệu đồng còn nguyên thùng xốp. Tôi để cho các bạn giá hơn 10 triệu đồng, tùy theo sở thích của các bạn. Các bạn có thể đến với chúng tôi. Và các bạn thấy là hiện nay thì các dòng sản phẩm ở cơ sở của tôi cũng rất là đa dạng và phong phú. Kể cả các dòng loa kéo CAVS Bass 40, âm thanh rất là mượt, kèm theo 2 tay mic, tích hợp hết rồi, chúng ta chỉ cắm điện, kết nối Bluetooth với điện thoại là hát thôi. Giá 6.500.000 đồng. Và nói đến karaoke thì chúng ta cũng không thể nào không nhắc đến những dòng BMB đình đám, làm nên một trong những cái thương hiệu âm thanh karaoke đình đám của Nhật Bản, có thể nói là đầu bảng số 1 âm thanh karaoke của Nhật Bản. Các bạn nhìn thấy đó chính là những cặp BMB hàng bãi xịn của Nhật. Đây là BMB 1000 Bass 30, hai chung hai chép và chạc kháng 8 ohm, công suất chịu đòn cực đại là 700W một thùng. Và những cặp tuyển kỹ như thế này các bạn thấy tôi luôn luôn tuyển kỹ, giá 9 triệu đồng một cặp. Những cặp này thì anh em rất là yêu thích. Đây là BMB 850. Những dòng BMB 850 đấy, thì nó sử dụng một bát hai chung hai chép chạc kháng 8 ohm, công suất 500W một thùng và giá của nó là 6.500.000 đồng. Các bạn đừng có tham mua những cặp nó nhão bát, nó rẻ quá thì đánh lên tiếng bát của nó rất là nhão, nghe rất là mệt và khó chịu, âm thanh nó không chuẩn xác nữa, nó mất đi cái sự chuẩn xác của âm thanh lúc đầu của nhà sản xuất đưa ra, tức là nó có cái sự sai lệch. Cho nên các bạn đừng có tham rẻ, chúng tôi phải tuyển rất là kỹ, hàng chục cặp, có khi chỉ tuyển được 1 đến 2 cặp thôi. Đấy là anh em trong nghề tôi nói thật. Tiếp theo thì đây là BMB, các bạn nhìn thấy này, đó là BMB 450C, hàng bãi xịn của Nhật, chở kháng 8 ohm, công suất cực đại 500W một thùng, có một cái công tắc ở sau lưng để bật về cái chế độ đánh phòng hẹp phòng rộng,
và hàng tuyển kỹ thì giá của nó là 7 triệu đồng tùy theo sở thích. Các bạn nhìn thấy BMW 2000 này. Đấy, BMW 2000 bát 30 trở kháng 8 ôm công suất cực đại 1200W một thùng và một bát 30 2 chung 2 chép thì dòng đó có giá 10 triệu đồng. Tuyển rất là kỹ lưỡng cho nên việc của các bạn chỉ việc chơi thôi. Còn chúng tôi sẽ tư vấn tất cả các phương án kỹ thuật phối ghép. Chúng tôi có những con đẩy từ 6 triệu đồng, 7 triệu đồng cho đến 13 triệu đồng, cho đến những con đẩy đắt tiền hơn nữa. Thì các bạn có thể đến với chúng tôi tùy theo túi tiền, tùy theo cái nhu cầu chúng tôi sẽ set up làm sao để vừa tay các bạn. Đây là BMW 880 này, đấy, cũng có công suất 1200W một thùng, giá 8 triệu 500 ngàn đồng. Đấy. Tất cả đều là hàng bãi xịn của Nhật. Các bạn nhớ là đến với chúng tôi, việc của các bạn là chỉ việc chơi thôi, còn chất lượng cũng như mọi vấn đề kỹ thuật để cho chúng tôi lo cho các bạn. Trước khi dừng video clip này đây, một lần nữa tôi xin chúc tất cả các bạn yêu âm thanh ở khắp mọi miền Tổ quốc lời chúc sức khỏe, bình an và chúng ta thật bình tĩnh, nghiên cứu, lựa chọn cho mình những sản phẩm audio vừa với túi tiền, vừa với đôi tai và đặc biệt là nó sẽ giúp cho chúng ta thăng hoa những cảm xúc và các bạn sẽ quên đi những lo âu, những phiền muộn của gánh nặng cơm áo gạo tiền, những lẽ mưu sinh của cuộc sống thường ngày để chúng ta thả hồn vào trong những giai điệu mà chúng ta yêu thích và chúng ta hãy sống bằng những tình cảm mà chúng ta vốn có mà lâu nay chúng ta mải với cơm áo gạo tiền, với gánh nặng mưu sinh mà chúng ta quên mất mình cũng chính là một người nghệ sĩ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.